Xin chào các bạn. Hiện tại thì mình đang làm tóc. Cái việc đầu tiên mà mình về Việt Nam thường là mình sẽ đi làm tóc. Tại vì khi ở Mỹ mình rất là bận làm việc rồi chăm con nữa, cho nên mình không có thời gian điệu đà. Cho nên cái việc đầu tiên mà về Việt Nam là mình sẽ tức tóc đi làm tóc liền. Các bạn thấy thành quả như thế nào? Có đẹp không? Khi mà làm tóc xong thì mình đã dắt con gái của mình đi thăm viếng hỏi chị em trong gia đình. Khi mà tới nơi á, mình không biết con gái của mình hả tìm đâu ra cây đàn và hả nhảy lên ngồi đàn tỉnh bơ như vậy. Chắc nó có gen của trong gia đình truyền thống là hay hát ca đàn cho nhà thờ á. Cả nhà ai cũng thích ngồi đàn hát như vậy á, rất là vui. Đây là lần đầu tiên mình cho con gái mình tham gia, tại vì lần trước khi mà về thì nó cũng còn hơi nhỏ. Kỳ này thì mình đã cho bé cùng ngồi tham gia đàn ca hát với mấy cô, mấy dì như vậy, rất là vui. Cũng lâu lắm rồi mình không có ngồi cùng đàn hát với mọi người như vậy. Cái cảm giác của ngày xưa khi mà còn ở Việt Nam nó ùa về rất là nhiều, làm cho mình cảm thấy rất là nhiều cái kỷ niệm và cảm xúc trong cái chuyến đi này. Sau khi mà đàn hát xong thì cả nhóm kéo nhau ra ngoài ngồi ăn lẩu. Cái tiệm lẩu này thì cũng ở gần nhà mình thôi, cái khu vực ở trong quận 8. Và đây cũng là lần đầu tiên mà con gái của mình nó ngồi ăn ở ngoài đường như vậy nè. Bé cứ dòm qua dòm lại thấy xe chạy như vậy á, cảm giác rất là excited và thích lắm. Nó cứ ríu ra ríu rít cả buổi vậy đó. Chắc mình cũng sẽ dắt bé đi thêm vài lần nữa để cho bé dạn dĩ hơn và có thêm nhiều trải nghiệm. Hôm trước mà khi ăn lẩu xong á, thì trời đã tối rồi, không có kịp đi ăn ốc. Cho nên hôm nay là cả nhóm mà quyết định kéo nhau đi qua bên quận 4 ăn ốc. Mấy người bạn ở tại Mỹ của mình thì nói là về Việt Nam nhiều khi ăn ốc thì mắc quá. Nhiều khi đi hả vài người đứng lên thanh toán như thì có 200 đô, 300 đô. Thì mình sẵn đây mình sẽ giới thiệu một cái nơi địa điểm ăn ốc mà cũng rất là bình dân nha các bạn. Đó là quận 4. Các bạn đừng có sợ là quận 4 bây giờ nó không có giống như lúc trước nha. An ninh hơn rất là nhiều. Và ở đây giống như là cái khu trở thành một khu đô thị mới và mọi thứ rất là phát triển. Và cái tiệm ốc mình ăn này gọi là ốc bồ. Và cái món đầu tiên đó là sò dương nướng mỡ hành. Giá trung bình ở đây thì khoảng là 50.000 tới 60.000 một dĩa thôi, tầm khoảng 2-3 đô. Rất là rẻ luôn và chất lượng thì cũng không có kém nha. Sò dương nướng mỡ hành. Rất là ngon luôn, rất là vừa miệng. Đó. Đang đứng, cô chủ đang đứng nướng phía sau. Ăn ở khu vực đó là nổi tiếng nhất về ốc ở Sài Gòn này là quận 4 đó bạn. Nổi tiếng nhất luôn. Cái nào ăn để qua đây. Quay mà sợ quá, giùm mình gọi chắc chết. Còn đây là ốc giác xào hoàng kim. Ốc giác thì nó hết da rồi, nó mềm mềm. Thường thường nó sẽ bị dai lắm nhưng mà ở đây không làm dai, làm mềm mềm. Cái vị rất là ngon. Có bơ này, có trứng muối nữa. Quay điện thoại, quay ở khu vực quận 4 nhưng mà cô chủ bảo ghê rồi, không có sợ dừng điện thoại. Có gì cô chủ đền. Còn đây là sò đẹp trứng cút. Rất ngút chưa đó. Wow. Chàng miếng nước mắm lên. Thấy sao, thấy sao? Ai dùng béo? Quá béo. Ngon không? Có béo thấy. Có không? Nè, thử đi. Có chà bao. Mà ngon à. Đầy họng mà nói không được luôn. Dưỡng rồi.
xíu 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 thôi. Nhưng mà chắc là sẽ ngon. Are you gonna try? Okay. Mà nóng nha. Nhưng mà nước ngon các bạn. Sống là ngon. Ốc mỡ xào tỏi nha. Còn đây là ốc mỡ. Hồi nãy bạn mình có giới thiệu là ốc mỡ mini rồi. Giờ sẽ ăn thử. Nói bạn vậy thôi, chứ có dòng họ bà con đó. Tại da dế lớn quá kêu bằng bạn cho nó trẻ. Kêu kỳ á, kêu bằng cô. Bất kỳ là bất kỳ bằng bà luôn á, ghê. Đúng rồi, tại vì nhớ không, hồi đó lúc mà mình đang đám cưới là Phương mà. Cái là mình ngồi, em với chị với Phương Trắng ngồi bàn. Nó hơi mặn mặn, thấm nước mắm mặn mặn ngọt ngọt, dai dai, nói chung ốc cũng tươi rất là ngon. Thường ngày là đi ăn quán kia rồi. Bữa nay hên mới quán kia đóng cửa chạy đây, biết thêm một quán mới. Hoài cúng. Ốc hương hoàng kim. Chị quay rồi. Chơi Sài Gòn. Múc cái nước ở ngoài rất là ngon, nước súp. Nước sốt chứ. Đây là lạc xào. Chấm với lại nước sốt. Mẹ cứ hẹn mà tầng gài đi uống bia uống nhậu không? Ngon xỉu. Hôm nay là mình đi ăn với hội chị em. Nhân ngày 20 tháng 10. Ồ, bữa nay là ngày 20 tháng 10 luôn. Là ngày phụ nữ Việt Nam dùng lên. Cho nên bữa nay là bàn ba người phụ nữ có một người đàn ông. Là chắc là cho người đàn ông đó trả tiền. Thôi bây giờ vô món. Bây giờ nói về món ăn là. Đây là ốc bu nướng tiêu nước mắm. Ốc lát, không phải ốc bu. Ốc bu khác, ốc lát. Cái này là gì? Nướng gì? Nướng tiêu, nước mắm hả? Cái nước mắm đó, nó thấm vô. Cái nước mắm nó thấm vô trong ốc. Rất là ngon. Hơi hơi cay cay. Mặn mặn, ngọt ngọt. Tại sao mà mấy đứa làm vlog quay clip á ơi thì đồ nóng hổi, vừa hỏi vừa mập. Cái lộn, vừa hỏi vừa ăn. Mập mập, rất mập. Rồi, không sao. Vẫn đẹp, vẫn đẹp. Tiếp tục, tiếp tục. Phải nhúng miếng nước vô. Người hấp xả, người hấp xả mới ra lò. Hồi xưa là chỉ biết có bánh flan caramel thôi. Còn bây giờ khi mà gọi bánh lăng thì họ hỏi mình là ồ, ăn bánh lăng loại nào. Là mình biết là ồ, có nhiều loại quá. Có trà xanh nè. Có phô mai nữa. Nhưng mà cái loại mình yêu thích nhất vẫn là bánh flan truyền thống. Sau caramel. Sau khi dọn hết hàng ốc thì bây giờ là qua tới quầy bánh lăng. Quá ngon. Ngon cái vị mập á. Khúc bạch, khúc bạch. Nè được không? Quay vlog á, phải có người quay cho mình ăn. Tự nhiên là mình cầm đây. Biết sao không? Cực kỳ thích cái món chè khúc bạch luôn. Lúc mà là lúc nó mới ra. Lúc mà nó mới ra tới giờ rất là thích luôn. Mà ở bên Mỹ cũng có bán cái món này. Ở cái quán mà Bo Bo Twin á, là của Đan Trường mở á. Nhưng mà nấu không có béo được dữ đây. Ghiền ghiền. Chè khúc bạch. Thank you.
quá ngon, quá đã luôn. Ăn những cái món này á, đừng có tới mấy cái chỗ mà đừng có tới mấy cái chỗ mấy quán mà giống như cao sen, các bạn đi ăn những món bình dân vậy nè, mới ăn được mấy cái món khúc bạch ngon. Mọi người đã ăn no nê xong và cái việc mà thích thú tiếp theo đó là ngồi lên xe máy và chạy vòng quanh Sài Gòn để hóng gió đó các bạn. Ồ, mấy cái ứng dụng này bây giờ đẹp quá trời luôn các bạn ơi, dễ thương ghê mà là rõ nét nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình nãy giờ nha. Nếu mà thấy hay thì nhớ like, share và subscribe cho mình nữa để mình có thêm nhiều động lực làm ra video clip khác cho các bạn xem. Và bây giờ xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video clip kế tiếp nha. Bye bye.